Đức Tiến xin chào mọi người đã đến với chương trình kênh radio Đồng Ca Nhỏ giới thiệu tác giả tác phẩm. Ngày hôm nay Đức Tiến xin phép được giới thiệu tất cả mọi người một ca khúc có tựa đề là Niềm Xót Xa, được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Nguyễn Duy và thơ là của thi sĩ Du Tử Lê. Thì Du Tử Lê có lẽ mọi người Tiến sẽ không giới thiệu thêm, bởi vì ông đã quá nổi tiếng trong thi ca. Nhưng Đức Tiến muốn giới thiệu tất cả mọi người trong ngày hôm nay đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Duy. Anh là một trong những người trẻ sống tại Cần Thơ, là một bác sĩ và đang công tác tại một bệnh viện ở Cần Thơ. Những năm tháng mà Tiến sống ở Cần Thơ thì vô tình biết anh và đã cùng nhạc sĩ Nguyễn Duy đi rong ca ở các tỉnh miền Tây, Bạc Liêu, Cà Mau, vân vân. Thì trong cái chuyến đi đó thì hai anh em đồng hành, nhạc sĩ Nguyễn Duy thì có cha là anh Hồng, cũng là một trong những nhạc sĩ ở dưới Bạc Liêu, và đặc biệt hơn là nhạc sĩ Nguyễn Duy là một trong những người học trò, là một trong những ca viên của nhạc sĩ Phạm Phú Hào ở quán cà phê Chốn Cũ, cũng là một người bạn của tôi. Thì dòng dòng âm nhạc nó kết nối mọi người với nhau. Hoặc Nguyễn Duy là một người có tâm hồn, và là một người rất là chịu học hỏi cũng như là rất là nhạy bén với trước thời cuộc. Anh luôn luôn chịu khó học hỏi và nắm bắt những cái xu hướng của thời đại đi tới. Bản thân Tiến là một trong những người nhạc sĩ nhưng mà không không giỏi về công nghệ. Tuy nhiên là ở dưới Cần Thơ thì cũng đã được nhạc sĩ Nguyễn Duy chia sẻ rất nhiều về cái vấn đề YouTube, về cái vấn đề mà mình có thể kết nối với mọi người bằng những cái kênh mạng xã hội một cách gọi là khoa học nhất. Thì nhạc sĩ Nguyễn Duy đã chia sẻ với mình với tất cả những điều đó. Trở lại với lại cái vấn đề âm nhạc thì nhạc sĩ Nguyễn Duy, anh không phải là một người viết nhạc thường xuyên, mặc dù có cha là anh Hồng cũng là một trong những người viết nhạc chuyên nghiệp. Tuy nhiên nhạc sĩ Nguyễn Duy với cái công việc chính là nhạc bác sĩ nhưng mà anh vẫn dành được cái khoảng thời gian để có thể viết nhạc và có thể mang đến cho đời những cái giai điệu, những bản tình ca đẹp. Thì đó là một cái điều rất là trân trọng. Và Niềm Xót Xa là một trong những cái ca khúc có thể gọi là đầu tay của Nguyễn Duy khi phổ nhạc của thơ Du Tử Lê. Và khi anh gửi cho tôi cái bản ca khúc này thì tôi cũng đã chuyển đến nhạc sĩ Tuấn Khanh, và nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng có một lời khen ngợi là đây là một cái bài cũng tốt. Và nhạc sĩ Tuấn Khanh đã hòa âm bài hát này, và trong phần trình bày này thì chính Tiến là cái người hát cái ca khúc này. Hy vọng rằng cái buổi chia sẻ tác giả tác phẩm này, Đức Tiến giới thiệu được tất cả quý vị đến một người nghệ sĩ mới, như là tinh thần mà của Radio Đồng Ca Nhỏ phát triển. Sau đây xin mời mọi người đến với ca khúc Niềm Xót Xa, thơ Du Tử Lê, nhạc Nguyễn Duy với phần hòa âm của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Mời mọi người cùng thưởng thức.
vội sang ngang để lòng tôi thác đổ muôn nơi bờ cát lờ cuốn tình tôi trôi xa. Thác đổ muôn nơi bờ cát lờ cuốn tình tôi trôi.